Hoan nghênh đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thay mặt biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, ngày 23 tháng Chạp sắp tới gần cũng là lúc người người, nhà nhà đang náo nức, chuẩn bị cho ngày lễ cúng táo quân. Đây là một tập tục truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam ta, được lưu truyền qua nhiều thế hệ và tồn tại cho đến tận ngày nay. Tuy nhiên trong xã hội hiện đại, quỹ thời gian của con người ngày càng trở nên hạn hẹp, công việc cũng vô cùng bận rộn, nên nhiều gia đình cũng đã không còn thực hiện nghi lễ cúng táo quân nữa. Liệu điều này có ảnh hưởng đến phúc khí và nguồn năng lượng tài lộc của gia đạo hay không? Chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn ngay trong chương trình hôm nay. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Không cùng ông Công, ông Táo có sao không? Xem ngay cả mất hết tài lộc, tiền vàng đội nón ra đi. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem vì sao lại có lễ cúng ông Công, ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp. Bắt nguồn từ truyền thuyết về ba vị thần thổ công, thổ địa và thổ kỳ của lão giáo Trung Quốc, táo quân trong văn hóa dân gian Việt Nam được Việt hóa thành tích hai ông một bà, gồm ba vị thần đất, thần nhà và thần bếp núc. Người dân quen gọi chung là táo quân hoặc là ông táo. Hàng năm cứ gần đến ngày 23 tháng Chạp, người dân lại chuẩn bị lễ vật cúng ông Công ông Táo tiễn các táo về trời. Theo truyền thuyết, trong ngày cuối năm này, các táo sẽ về trời và báo cáo lại với Ngọc Hoàng những chuyện xảy ra trong năm vừa rồi. Thưa lại những chuyện tốt, chuyện xấu mà gia chủ đã làm. Người ta làm lễ cúng ông Công ông Táo với mong muốn tiễn thần đi hanh thông, may mắn, tấu sự trôi chảy, bẩm tấu những điều tốt đẹp nhất với Ngọc Hoàng, từ đó xin cho gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng, xua tan những điều xui xẻo có thể xảy tới. Tục thờ táo quân đã lưu truyền cả ngàn năm nay, đó là tín ngưỡng, văn hóa dân gian của dân tộc Việt, thể hiện lòng yêu thương và đoàn kết của gia đình, coi trọng bếp lửa, thần lửa, đồng thời hy vọng những điều tốt đẹp nhất vào tương lai sắp tới. Như tất cả mọi lễ cúng khác, lòng thành tâm luôn là điều quan trọng nhất. Cúng táo quân mâm cao cỗ đầy không bằng tâm thành kính. Vậy chúng ta không cúng ông Công, ông Táo có sao không? Các bạn thân mến, thờ cúng táo quân là tập tục tín ngưỡng dân gian đáng quý, có nguồn gốc từ thuở xa xưa, khi mà người dân còn tin rằng mỗi một lĩnh vực trong đời sống xã hội đều có tinh thần cai quản, đất có thổ công, sông có hà bá, nên coi trọng việc thờ cúng, cúng bái để được thần linh phù hộ. Tuy nhiên, đó chỉ là tín ngưỡng dân gian, không hề có cơ sở khoa học nào cả. Vì thế mà tùy vào lựa chọn của mỗi gia đình, có thể tiếp tục duy trì tập tục này hoặc không làm theo. Tập tục thờ cúng thần linh đã in sâu vào tâm thức của mỗi người dân là điều bất biến, không thể nghi ngờ, nên phần lớn người dân vẫn tiếp tục duy trì những phong tục tập quán thờ thần này. Trong cuộc sống, ai cũng cần có niềm tin, ai cũng có quyền theo đuổi tín ngưỡng nào thấy phù hợp, nhưng đừng để bản thân trở thành cuồng tín, đừng thần thánh hóa những điều không có thực. Bạn hãy làm lễ cúng ông Công, ông Táo nếu tâm thành kính, nếu bạn tin rằng điều đó sẽ mang lại may mắn, an lành cho bản thân và gia đình. Còn nếu chính bản thân bạn cũng như nửa tin, nửa ngờ, chỉ làm vì tất cả mọi người đều làm, chứ thực lòng không hề tin tưởng, thì có lẽ bạn nên xem xét lại. Thần linh có mắt tựa như ông trời vậy, chẳng bao giờ phán xét sai. Thế nên có lẽ sẽ chẳng có chuyện những vị thần với đức cao vọng trọng lại chấp nhận. Nếu con cháu cúng đúng thì phù hộ, còn cúng sai hay không cúng thì trừng phạt. Tin vào tín ngưỡng song vẫn phải có lý trí, bỏ đi suy nghĩ buôn thần bán thánh. Đừng cúng ông Công ông Táo sai cách, đừng làm xấu đi phong tục truyền thống lâu đời. Người ta nghe rằng thả cá chép cho các táo về trời nhưng lòng không an, không tĩnh, chỉ chăm chăm làm cho xong. Cuối cùng đứng trên cầu, trên đường ném những chú cá tội nghiệp xuống nước, hay để nguyên cả cá, cả túi ni lông ném xuống ao hồ sông suối. Làm vậy chẳng những ô nhiễm môi trường mà còn tạo thêm sát nghiệp. Cúng tế nhưng không đặt tâm của mình vào trong đó, sao có được những điều tốt đẹp như mong muốn? Luật nhân quả là có, song hãy tỉnh táo phân biệt rõ điều này với cuồng tín, mê tín, dị đoan. Có nhiều người tư tưởng khác, họ không cúng ông Công ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp, nhưng vẫn giữ được cách hồn của tập tục này qua việc chăm sóc cho căn bếp mỗi ngày, giữ cho bếp núc gọn gàng, ấm cúng, cho cả gia đình quây quần bên nhau trong bữa cơm hạnh phúc. Họ cũng chăm chỉ làm việc thiện với cái tâm trong sáng, trao đi những gì mình có thể, tránh làm điều xấu, điều ác. Cứ thế dù không thờ cúng thần linh nhưng cũng đâu có thần linh nào trừng phạt. Cuộc sống của họ vẫn êm ả, yên bình, thậm chí còn có phần suôn sẻ, thuận lợi. Vậy mới thấy những điều chúng ta có được trong đời đều là do phước đức, do nỗ lực của chính bản thân mình trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Đâu có vì thờ cúng mỗi ngày nên thần linh phù hộ, hãy buông bỏ để thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn, để thấy yêu đời hơn.
Những gì bản thân mình thấy không cần thiết, đừng quá gượng ép. Bạn cúng hay không cúng, ông công ông táo đều không có vấn đề gì. Nếu bạn thấy tâm của mình muốn làm lễ cúng và vui vẻ, thì được làm theo truyền thống lâu đời. Hãy tiếp nối những gì người xưa để lại. Còn nếu bạn muốn từ bỏ tập tục xưa cũ để cuộc sống thoải mái hơn, đừng lo nghĩ quá nhiều mà hãy thử một lần nếu tâm bạn bình an. Quý vị thân mến, việc thả cá phóng sinh trong ngày ông công ông táo là một việc làm hết sức quan trọng và ý nghĩa, là công đức vô lượng. Thế nhưng không phải bất kỳ ai cũng biết nên thực hiện việc thả cá ra sao cho đúng để cứu vớt chúng sinh, tạo phước lành cho muôn người muôn vật, đồng thời cũng là để tiễn ông công ông táo về chầu trời được xuân sẻ, thượng lộ bình an. Vậy đâu là những sai lầm nghiêm trọng mà bạn cần tuyệt đối tránh khi thả cá phóng sinh và nên thả cá như thế nào cho đúng đắn? Chúng tôi xin chia sẻ trong phần tiếp theo của chương trình. Xin mời quý vị cùng theo dõi. 1. Thứ nhất, thả cá phóng sinh không đúng cách chính là sát sinh. Theo phong tục truyền thống, các gia đình sau khi cúng táo quân sẽ mang cá chép ra ao hồ hoặc sông suối để thả cá phóng sinh cho cá hóa rồng, đưa các táo lên thiên đình. Tuy nhiên, thả cá thế nào để vừa có ý nghĩa tâm linh, vừa với mục đích tái tạo nguồn lợi và vừa bảo vệ môi trường là điều không phải ai cũng có ý thức đầy đủ. Rất nhiều năm qua, việc thả cá chép còn kéo theo những hệ lụy gây bức xúc cho xã hội. Hành động thả cá phóng sinh thường công đức rất lớn, phóng sinh một phần phúc báo đời đời, nghiệp lành khai nở, nhưng phóng sinh thực hiện không đúng cách sẽ là tạo nghiệp. Thả cá chép sai cách không tỏ được lòng thành kính trọn vẹn, còn gây thêm nghiệp khi làm cá chết. Vì lý do thả cá đang nằm trong túi bóng xuống ao hồ, cá không tự thoát ra được nên dễ bị chết. Cá đang sống yên ổn ở ao mà lại bị bắt sống ở nơi ao lạ. Cá sống ở nước ngọt lại thả cá ra vùng nước lợ nhiễm mặn. Cá vùng nước mặn đưa vào nước lợ, cá tung tăng bơi lội ở sông ngòi thì đưa vào ao nhà tù túng, sẽ không sống được bao lâu. Cá bị thả xuống môi trường lạ, ô nhiễm thì chẳng mấy con cá sống nổi, và phóng sinh hóa thành sát sinh cá. Rất nhiều người dân đã đổ cả chậu cá hoặc ném quăng những con cá xuống nước mà không cần biết cá rơi xuống nước hay rơi vào kè bê tông hoặc đứng trên cầu rồi thả cá ở khoảng cách xa mà không biết rằng ở độ cao đó nước không hề mềm mà rất cứng và không có cá chép nào có thể sống được. 2. Thả cá phóng sinh như thế nào cho đúng cách để tiễn ông công ông táo về trời? Cần quan sát và chọn mua những con cá chép khỏe mạnh, bơi nhanh, quẫy mạnh, không chóc vảy thì sống được lâu ở nơi nước lạ. Không nên gọi điện thoại đặt mua cá trước mà ra chợ thấy cá thì mua tùy tâm như vậy, tránh được việc huy động người mua bán, mua nhiều cá để đáp ứng nhu cầu. Phóng sinh cá trước hết phải xuất phát từ lòng từ bi, bằng cái tâm chứ đừng theo phong trào, làm việc bằng chính kiến thức, không chạy theo số đông, kẻo việc làm thì tốt nhưng hiệu quả lại rất hạn chế. Tâm thái khi đi phóng sinh cá cần vui vẻ, thoải mái, luôn tâm niệm phóng sinh cá là việc thiện lành, phúc đức. Không nên cầm xô đổ cá, không nên để cá nguyên trong túi ni lông rồi ném xuống nước, vì như thế cá sẽ dễ chết. Cũng không nên thả cả túi ni lông vì cá sẽ chết. Không phóng sinh cá ở những nơi môi trường bị ô nhiễm vì cá sẽ có ít cơ hội để sống sót. Không thả túi ni lông, rác thải mà gom lại một chỗ để nhờ nhân viên vệ sinh môi trường mang đi. Sau khi thả cá nên lưu lại một chút xem cá đã bơi khuất đi chưa, tránh tình trạng cá mắc kẹt hoặc chưa bị định hướng nên bơi ngược, bị xô giạt lại vào bờ. Quý vị thân mến, không chỉ có việc thờ cúng ông công ông táo nói riêng, mà đối với bất kỳ nghi lễ thờ cúng nào cũng vậy, điều quan trọng nhất nằm ở cái tâm thành kính của gia chủ. Đừng quá đặt nặng vật chất, phải mâm cao cỗ đầy mà lãng quên đi những giá trị truyền thống sâu sắc. Xin kính chúc quý vị có một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.